Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ban Mày Phong Thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên. Trong chương trình ngày hôm nay, ngoài Tuệ An thì sẽ có thầy Tâm Nguyên sẽ đồng hành cùng chúng ta. Thưa thầy, thì trong mỗi căn nhà đều có bếp ạ. Vậy phong thủy bếp có quan trọng không hả thầy? Trong phong thủy thì người ta chia thành một khái niệm rất là quan trọng. Trong dương trạch tam yếu nó có nói rằng là môn chủ táo là ba cái vị trí mà quan trọng nhất đối với một cái nhà. Môn là đại môn hay là cửa chính. Chủ tức là cái phòng ngủ của ông trạch chủ, tức là phòng ngủ của người chủ nhà, đấy, người chủ của căn nhà đó. Thứ ba là người ta nói đến táo. Táo tức là nói đến vị trí của cái bếp. Cho nên là trong nhà thì cái vị trí của cái bếp nó là vị trí tối quan trọng đối với cả cái phong thủy. Vì nơi đấy đó là cái nơi mà nó tạo ra nhiệt, tạo ra lửa. Cho nên thành ra nó giữ được hơi ấm, là giữ cho căn nhà cái dương khí nó mạnh mẽ. Cái nơi đấy lại là nơi chúng ta nấu ăn, đúng không ạ? Nơi chúng ta chế biến và làm các món ăn, lại cung cấp cái dinh dưỡng, cung cấp cái năng lượng cho cơ thể chúng ta, cơ thể chúng ta để có được cái sức khỏe, đúng không ạ? Nơi đấy lại là cái nơi mà những cái nơi bếp thì nhiều nhà bây giờ là sẽ kết hợp giữa không gian bếp với không gian ăn luôn, lại là cái nơi ăn uống, đúng không? Kể cả nếu như mà không có không gian ăn thì nơi đây là cái nơi nấu nướng, thì những cái hỉ nộ ai ố, đúng không ạ, vui buồn của cái người phụ nữ, của cái người nấu được dồn, hay cái tâm huyết, hay cái tình cảm, hay cái yêu thương của người đó được dồn vào trong món ăn, và những cái yêu thương nó, năng lượng nó được chuyển hóa thành cái năng lượng cho chúng ta. Và cái việc ăn ngon hay là ăn không ngon, đúng không ạ? Hay là cái việc mà ăn ngon đấy, đúng từ ăn ngon mặc đẹp ấy, ăn cái nhà giàu hay không ấy, thì có nhiều món, nhiều thịt gà hay không thì cũng được thể hiện thông qua cái bếp. Cái hũ gạo có đầy hay không, đúng không? Cái lọ nước mắm có đầy hay không, có ngon hay không thì nó thể hiện cho cái bếp, đúng không? Cho nên thành ra là nơi cái bếp nó là nơi chủ quản về tài lộc, nó chủ quản về cái phúc khí, nó chủ quản về cái gia đạo. Vì là hỉ nộ ai ố, ăn cơm cho cùng một cái bữa ăn, nó là nơi thể hiện cái sự đoàn kết và thể hiện cái dương khí của cái căn nhà đó trong nhà. Nên là trong phong thủy nó đặc biệt rất là quan trọng. Thầy ơi, thầy vừa chia sẻ là bếp là chủ quản về tài lộc ấy ạ. Thì em vẫn không hiểu cái ý này lắm, thì thầy có thể giải thích rõ hơn cho em và khán giả cũng hiểu được không ạ? À, cái bếp là cái nơi mà người ta chủ quản về tài lộc. Bởi lẽ như này, là chúng ta vẫn nói là môn chủ táo, đúng không ạ? Thì cái môn để điểm đón khí, cái chủ thì đó là cái việc quản cái sức khỏe, nhưng mà cái táo thì đó là nơi quản tài lộc đó. Cho nên thành ra là ở bản thân cái bếp nó là nơi mà trước hết nó cần phải kín đáo, chứ không cần phải lộ ra, nó không phải lộ liễu ra. Thì nơi đấy ăn ngon hay không ăn ngon, hũ gạo để ở đâu, nhà này có tài lộc, có đủ cái tiền ăn, ăn nhiều hay ăn ít, đồ ngon hay đồ không ngon. Và cái thứ nữa rất là quan trọng là tài lộc nó như này. Đối với cái dương cơ, cái hơi ấm ở trong nhà rất là quan trọng. Thì cái hơi ấm đấy là, hay cái hơi ấm trong cái mảnh đất nó rất là quan trọng. Cho nên là ở đình điền miếu phủ chùa chiền ấy thì người ta phải thắp đèn hàng ngày. Thì ở nhà thì có cái bếp là nơi có cái lửa, đúng không ạ? Và ngọn lửa đó để mà nó sưởi ấm cho mạch, sưởi ấm cho đất. Và từ xưa đến nay thì cái ngọn lửa thì nó cũng có tác dụng để xua đuổi tà ma, rồi nó lại còn sưởi ấm, rồi nó còn tăng cường cái năng lượng. Và chính cái năng cường năng lượng và sưởi ấm đó bằng cái món ăn đó, thì cái bếp nó chính là cái nơi mà chủ quản và cái tài lộc ở trong cái gia đình. Vâng. À, thầy có nói về ngọn lửa ấy ạ. Ngọn lửa trong căn bếp ấy thì ví dụ như là nhà em này không sử dụng bếp ga, hay là không sử dụng cái bếp củi mà sử dụng cái bếp điện, thì có được tính là không ạ thầy? À, đúng rồi, có rất nhiều những anh chị và khán giả cũng có hỏi về câu hỏi này. Ví dụ như ở nhà chung cư chẳng hạn, khi chị nhập trạch thì chị tôi bảo bật bếp chẳng hạn đi. Vâng. Đúng không? Hay là ở nhà, kể cả những cái nhà dân cư chúng ta bật bếp đi mà chúng ta đang ở nhà lại dùng bếp điện từ, đúng không ạ, để chúng ta nấu chứ không dùng ga nữa chẳng hạn đi, thì bảo như thế có tính là lửa không? Ở đây là người ta nói về sinh nhiệt. Nó nói về sinh nhiệt. Tức là khi mà giả sử dùng bếp điện từ thì chúng ta sử dụng cái nồi từ, đúng không? Thì bản thân cái nồi thì cũng nóng. Cái nóng nó phát ra nhiệt. Ở đây khi nói về lửa tức là nói về cái sự tỏa ra, nói về sự lan ra, cái lan rộng ra, mở rộng ra. Thì những cái lan như thế, cái nhiệt, cái hơi ấm nó lan ra như vậy thì nó tạo ra là cái nhiệt để tạo ra, nó chính là tài lộc. Chứ không phải là cứ phải ngọn lửa cháy bùng bùng thì mới gọi là tài lộc. Cho nên là việc chúng ta sử dụng bếp từ, bếp điện hay là bếp ga hay là
bếp, bất kỳ cái bếp nào nó tạo ra được cái nguồn nhiệt, thì tất cả cái điều đấy nó đều kích thích và nó tăng cường cái năng lượng cho cái căn nhà, và nó làm cho là tăng cường thêm cái tài lộc và may mắn. Cho nên là đối với ở trong nhà thì cái bếp nó rất là quan trọng. Cho nên là một số anh chị nó không có bếp ở trong nhà, nhà không nấu bếp, ví dụ vào trong Sài Gòn là nhà em là chỉ ăn quán, đúng không ạ? Hoặc là rất là nhiều anh chị ở bên nước ngoài, đặc biệt tôi sang bên Mỹ chẳng hạn, là tôi thấy rằng là anh chị là ít nấu ăn ở nhà, thì cái bếp thường hay rất là lạnh lẽo, nó cái bếp lạnh gọi là củi ẩm bếp lạnh ấy. Tức là lúc nào cũng thấy là ý muốn nói rằng là cái bếp đấy là nó lạnh lẽo, nó không có nấu nướng thường xuyên, cái điều này nó không tốt cho cái tài lộc và nó không tốt cho bản thân là cái sự đoàn kết, sự gắn bó của gia đình. Dạ vâng, ví dụ như là những cái căn nhà mà mình bận quá, có ít thời gian nấu nướng thì bây giờ phải làm thế nào thấy? Về cơ bản thì cách đây khoảng tầm 6 tháng tôi có ngồi đàm đạo cũng mà nói chuyện với cả một cái thiền sư người Ấn Độ. Tôi sang đấy tôi học để nâng cấp cái yoga của mình lên. Thì tôi luyện tập cơ thể. Thì thầy bảo rằng là mỗi một ngày chúng ta dành cho tối thiểu một tiếng, nếu như được thì những buổi tập với tôi là 2 tiếng là tốt nhất. Còn nếu dành khoảng 1 tiếng để mà luyện tập cho cái cơ thể của mình. Đấy. Thì tôi bảo là em bận lắm, em không thu xếp được. Thầy bảo thế thì tối thiểu là nửa tiếng. Mà bận lắm thầy, nửa tiếng khó 10 phút được không? Thầy bảo nếu như 1 tiếng mà em không thu xếp được thì bạn cần phải xem lại cái cuộc sống của bạn. Nhưng mà thực tế là đấy là mình dịch hay. Cô giả sử nói như tiếng Việt kiểu thầy trò của mình nói với nhau ấy, thì thầy đã bảo là đến 1 tiếng mày không dành được cho cái bản thân mày ấy, thì cái cuộc sống của mày nó chả có ý nghĩa gì cả, nó hơi bậy bậy mà tí, là mày là phải đeo xứng đáng, tức là mày phải xem lại đi chứ làm gì có cái chuyện như thế. Thế tôi hỏi bây giờ cái bếp ở nhà đúng không ạ, các bạn bận bịu làm gì, các bạn đi làm để làm gì? Vâng, để kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Cũng chỉ để chăm sóc cho bản thân mình và chăm sóc đến những người xung quanh thôi. Ừ, đúng không? Thì chăm sóc bằng cách nào? Đúng không ạ? Ít nhất phải sống đã. Vâng. Nhu cầu đầu tiên là nhu cầu muốn những điều cơ bản nhất con người là gì? Ăn uống. Ăn. Mặc. Ăn mặc ở. Mặc ở. Đúng không? Vâng. Thì bây giờ đến cái việc ăn của chúng ta là cái nhu cầu, cái năng lượng cơ bản nhất mà chúng ta lại không quan tâm. Chúng ta mua những cái thứ bên ngoài. Cái tình cảm của người vợ, cái sự chăm lo của người mẹ, cái sự kính trọng, sự ngây thơ, sự yêu thương của những đứa con trong cái bữa ăn hay là dồn trong từng cái bữa ăn đó, đấy là một thứ năng lượng rất là tốt. Trong chương trình kích tiền lộc năm 2023 tôi nói rằng là có một cái thứ bệnh, tôi sẽ tích nghĩa nó là bệnh trong cái vận chín này, nó là cái tâm bệnh. Vì rằng là chúng ta ăn rau củ quả thịt cá vào, nhưng mà trong cái đấy nó chỉ cấp về mỗi protein và năng lượng, nó thiếu một chữ đó là yêu thương, nó thiếu cái yêu thương ở trong đó, và nó sẽ làm cho cái thân năng lượng của chúng ta nó bị tổn thương và nó gây bệnh. Thì cái bếp mà nấu và thường xuyên như vậy thì nó đem lại cái năng lượng yêu thương, và cái điều đấy nó giúp cho sức khỏe, giúp cho tài lộc của chúng ta nó tăng cường. Nó hiểu sâu thêm nó là như thế. Vâng, chính vì vậy là quý khán giả nào mà có bận bịu thì cũng nên dành chút thời gian, ví dụ như là 30 phút, 1 tiếng mỗi ngày để nấu ăn, vừa đem lại giúp tốt cho sức khỏe này, mang lại cái năng lượng yêu thương, cũng như là tốt cho cả tài lộc của gia đình nữa. Tóm lại là ngày nào cũng phải nấu cơm. Vâng, phải ăn cơm nhà. Đúng rồi, ăn cơm. Tình cảm vợ chồng lúc đấy cũng tự nhiên tăng lên. Ăn cơm nhà thì đã đành, dừng ăn cơm nhà được, ít nhất là không nấu cơm được buổi, không thì ăn sáng. Đúng không? Chúng ta đi mua đồ về chúng ta cho vào lò chúng ta hâm lại ăn được mà. Đúng không? Không ăn trưa không thì ăn tối, ít nhất tuần phải 3-4 buổi. Đúng không? Không thì chẳng nhẽ lại cả nhà, còn cái việc mà ăn cơm ở nhà cũng chưa là một phần nữa nhá. Mới là cái bếp là phải nấu. Vì ở nhà chúng ta còn bố mẹ, các con nó ra đường ăn suốt nào làm ngày làm sao được. Dạ vâng. Một mình bạn trẻ, một mình bạn thì bạn thế nào cũng được. Thì năng lượng yêu thương của bạn nó chính là tình cảm, tiền bạc của bạn mang ra thì mua hết là vui, ăn ngon lắm, có nấu cho ai đâu. Vâng. Nhưng mà khi chúng ta sống trong một cộng đồng, trong một nhóm người có bố, có mẹ, có anh, có em, có vợ, có chồng, thì chúng ta nên nấu ăn trong gia đình. Còn bản thân một mình bạn, ok. Đúng không ạ? Vâng. Chúng ta thích ăn cái gì, chúng thích ra đường mua gì cũng được. Thế là yêu thương rồi. Nhưng mà sinh viên không phải bảo là tuần 3 buổi phải vào nấu cơm, là không cần. Nhưng mà khi mà bạn kết hợp với người khác
Nhưng mà bắt đầu mình không cần, nhưng mà ở cùng với chồng chẳng hạn tối nào hay một tuần 7 buổi 6 buổi hai vợ chồng ra ngoài ăn quán à? Ổn không? Không ổn à? Không ổn đúng không? Vâng. Nhà có thêm hai đứa con nữa, tuần cả nhà ra ngoài ăn cứ không đủ cơm mà. Vâng. Có ổn không? Không ổn tí nào. Không ổn tí nào đúng không ạ? Nên ra là cái việc đó, cái hơi ấm đó, nó tạo ra cái năng lượng rất là cát lành, nó tạo ra cái yêu thương, nó tạo ra cái sự gắn kết, và đấy là nguồn gốc của tài lộc. Nên người ta nói rằng là hòa khí sinh tài. Nên là cái điểm gắn kết, cái hòa khí đó, tạo ra cái hòa hợp đó thì nó sinh ra tài lộc. Nên bếp nó quan trọng trong tài lộc nó như vậy. Dạ vâng ạ. Vâng, qua buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em đã hiểu hơn rồi ạ. Rất cảm ơn thầy đã có mang đến những cái chia sẻ vô cùng hữu ích ạ. Thưa quý khán giả, chương trình Bát Mạch với Phong Thủy cùng chuyên gia ngày hôm nay đã chia sẻ về tầm quan trọng của bếp trong phong thủy ngôi nhà. Chúng ta đã thấy được vai trò của bếp là rất quan trọng đối với phong thủy của căn nhà. Quý vị có thắc mắc nào về vấn đề này, xin hãy để lại bình luận bên phía dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.